Dạ Thánh Nguyên, mến chào tất cả quý vị. Dạ kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Thánh Nguyên lại tiếp tục đưa lên cho quý vị cái câu chuyện của chị Loan mà đi tìm con ở bên Đài Loan đó quý vị. Dạ, thì sau khi mà Thánh Nguyên đăng tải cái video đầu tiên lên thì có nhận được một số lời đề nghị sẽ hỗ trợ cho chị Loan tìm con ở bên đó. Và sau khi các anh chị ở bên đó bỏ thời gian ra đi tìm đó quý vị, thì Thành Nguyên đã có một cái clip thứ hai và Thành Nguyên đã đưa lên, thì nếu như quý vị theo dõi thì chắc là quý vị cũng đã thấy rồi phải không ạ? Thì ngày hôm nay Thành Nguyên lại được chị Loan gọi điện cho Thành Nguyên, nhờ Thành Nguyên đăng tải cái hình ảnh mới nhất mà chị Loan nhận được từ những người bạn ở bên kia. Thì cái tấm gần nhất đây là 2 năm và cái lâu hơn nữa là có 2 tấm cách đây 10 năm. Và nếu như con chị Loan bây giờ thì Thành Nguyên nhớ không nhầm là phải hơn 20 tuổi rồi quý vị, cũng là lớn rồi. Thì Thành Nguyên nghe bảo rằng là trong cái quá trình mà chị liên hệ với con của chị ở bên đó thì gặp một số trở ngại. Vâng, thì cái trở ngại đó nó như thế nào? Thì bây giờ Thành Nguyên mời quý vị cùng Thành Nguyên để đón xem cái cuộc hội thoại giữa Thành Nguyên và chị Loan, cũng như là xem lại những cái hình ảnh mới nhất mà chị Loan gửi cho Thành Nguyên về con của chị nhé quý vị. Mời quý vị. Dạ đúng ạ. Vậy đây gửi ra 3 tấm hình đó, nhỏ bạn chụp được 3 tấm hình đó. 2 tấm đó nó hồi 10 tuổi đưa con đi học chung. Rồi bây giờ tấm đó thì năm 2019 đó mà bây giờ đăng lên rồi ta thấy ta chơi chốn không, ta không có cho mình qua lại nhà, ta nói này nói kia tôi cũng làm lại nữa. Chị cũng nghe chị Nhung nó nói là người bên nói cho chị gặp nếu như chị bay qua bên kia không? Nói mà Phương nói là người ta làm bộ cho bà qua tới Đài Bắc rồi người ta quýnh đập bà đầu này kia, sao tôi cũng sợ vậy? Anh nghĩ có gì không? Dạ thì cái này thì em cũng không biết sao nữa. Bởi vậy tôi sợ vậy đó. Nó không phải ở trong Chim Mỉnh thì tôi còn can bà được, ta không ăn hiếp thôi bà ơi. Để mai mốt tôi lên trường học rồi tôi xin mấy điện thoại nhỏ bạn tôi đăng lên là kêu nó nói tiếp tôi cho nói chuyện với bà. Nói vậy đó. Mấy đứa bạn hầu gán giúp cho Lon đừng gầu buồn, báo cho Lon biết trước vậy đó. Dạ nhưng mà em nghĩ chắc không đến nỗi vậy đâu. Vì sao chứ cũng mẹ con mà nghĩ sao mà chỉ sao bên kia mà người ta ấy chỉ được. Tại vì nói Nguyên cũng gắng giúp tôi nữa, có gì tôi cũng đền bù chứ không có quên ơn anh đâu. Tại vì thấy hồi đó tưởng còn gì? Ba đó mà bây giờ dạ kể cũng đền bù công ơn anh. Không. Rồi bây giờ thấy thấy ba nó mất rồi, bây giờ mình cũng muốn bù đắp lại cho con mình, chứ không phải là mình để gặp để xin xỏ gì. Mình bù đắp hồi nào giờ ba nó mất mà tôi đâu có hay. Để mình lo lắng chăm sóc lại cho con nó thiếu cái gì mình bù đắp lại gì đó anh, chứ đâu phải là gì mà bên bển người ta không biết từng nghĩ chứ. Nó lớn rồi nó muốn ở đâu ở chứ mình đâu có bắt được, phải không Nguyên? Dạ đúng rồi. Muốn có trách nhiệm mình lo lại cho con mình chứ, dù gì cô bác cũng đâu có bằng mình. Tưởng hồi đó còn ba nó còn sống. Hai đêm nay tôi đâu có ngủ nghe trong bạn, tôi điện bạn tôi nói trời ơi mày ngủ nghe đi chứ để bệnh hoạn luôn rồi. Tao nói thiệt với mày nha, để tôi lại trường học tôi giúp cho mày. Nhưng mà chị Loan cho em hỏi này, chị có mấy cái tâm hình này có nghĩa là bạn của chị ở bên đó là có con học cùng với con chị hay sao? Thì còn Phương là bà có đứa con thằng trai học chung đó. Cái chị Phương đó là có đứa con trai học cùng. Học cùng. Rồi con của Phương mới nghỉ 2 năm nay. Vậy thì chắc là bạn bè nó chắc là cũng liên hệ với nhau qua cũng dễ mà. Không, hai đứa là giận thì nó không có liên hệ nữa.
Có nghĩa là trước đây thì chơi với nhau nhưng mà bây giờ giận nhau rồi. Dạ. Oh. Dạ. Mà Phương nói để mà mốt lại ngay trường học, tại vì thằng con nó biết bạn đứa nào hầu là học chung với con tôi á. Dạ. Rồi cho nên nó lại đó, nó nhờ nói chuyện giùm tiếp nó. Em nghĩ nếu như mà có cái manh mối như vậy thì tìm ra cũng nhanh thôi. Dạ. Rồi cũng hy vọng là mẹ con được đoàn tụ. Dạ, chứ phải nó điện về đây mà nó nói ừ, nếu mẹ có thương con thì mẹ bay qua đây thì tôi mẹ con nói chuyện rồi thì tôi bay qua bánh thăm con tôi có làm sao đâu anh Nguyên. Dạ. Mà giờ chưa có mình chưa gặp con mình mà nghe mấy cô mấy bác kêu không rồi là không cho tôi gặp mình sao. Dạ. Ừ. Thì giờ sao? Mấy đứa bạn thôi nó đăng lên mạng là hôm người ta gỡ ra xuống cho các bạn là sao chị? Các bạn với cái bà mà bà thím cháu dâu tôi đó là hôm nó gỡ xuống trên nó không kết bạn với Phương nữa. Ồ vậy hả? Là trước đó là chị Phương với chị Nhung nó tới đó thì là kết bạn với bà thím nó. Không có, trước đó là Phương có kết bạn với cháu dâu tôi rồi. Rồi hôm qua tới nhà rồi nói chuyện đôi co rồi này kia nọ. Bây giờ người ta không kết bạn, người ta tháo hình rồi xuống chứ. À, có nghĩa là trước đó đến thì là kết bạn nhưng mà bây giờ sau cái vụ này là hủy luôn. Dạ dạ, đúng rồi. Rồi thì bây giờ phương án của chị Loan bây giờ chị tính sao? Tôi thấy nhờ anh đăng hình con tôi với tôi đứng chung gì được không? Dạ, rồi em sẽ đăng hình của chị hiện tại và con của chị, cái hình mà chị gửi qua đây cho em ha. Dạ, hình hình trước đó anh. Dạ. Nếu còn học trong trường học thì thầy giáo cũng dễ thấy. Dạ rồi. Nghe bạn nói ở Quỳnh Bển là con của bạn tôi cũng có chơi Facebook nữa. Ok chị, rồi thì em sẽ đăng cái câu chuyện này lên cho chị. Rồi có gì ở bên đó các cô chú, rồi các anh chị cũng như là các bạn của con chị bên đó đó, ai mà thấy được thì là sẽ liên hệ với con chị rồi làm sao đó để mà gọi lại chị ha. Dạ dạ, chị cũng cảm ơn em trước nha. Dạ dạ, có gì. Dạ. Dạ. Dạ, chào chị. Dạ, chào. Dạ, kính thưa quý vị thân mến, sau khi mà quý vị xem xong cái video mà Thành Nguyên trò chuyện với chị Loan cũng như là quý vị thấy những cái hình ảnh của con của chị rồi thì cảm nhận của quý vị là như thế nào ạ? Dạ, cá nhân Thành Nguyên thì Thành Nguyên thấy rằng là có gặp một chút xíu trở ngại vì là bạn của con chị Loan, hai đứa nó giận dỗi nhau và không có liên hệ với nhau là 2 năm nay. Nhưng mà Thành Nguyên nghĩ rằng là cũng sẽ nhờ được những anh em bạn bè trong trường rồi những cái mối quan hệ ở bên đó sẽ tìm ra con của chị sớm thôi. Thì Thành Nguyên cũng hy vọng rằng là hai mẹ con sớm được đoàn tụ sớm. Và cái câu chuyện này đó thì Thành Nguyên cũng không có muốn nhắc tới rằng là chị Loan sai hay là đúng trong cái câu chuyện này. Bởi vì khi mà Thành Nguyên đọc những cái bình luận của quý vị thì Thành Nguyên thấy những ý kiến trái chiều cũng rất là nhiều. Dạ. Thì nhiều khi mình cũng không biết được quý vị, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Với lại là cái thời điểm trước đó thì trong gia đình người ta có xảy ra chuyện gì nội bộ hay không thì mình cũng không biết. Dạ. Vâng, và ý kiến của quý vị thì như thế nào? Thì nếu như quý vị mà có thắc mắc hay là có muốn thảo luận thì quý vị hãy để lại cái phần bình luận ở phía dưới và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận nhé quý vị. Dạ. Còn bây giờ thì Thành Nguyên cũng xin phép được tạm dừng video tại đây và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành dõi theo cùng Thành Nguyên. Cũng như thường lệ thì quý vị khi xem video đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ cho Thành Nguyên nhé quý vị. Dạ. Và nếu như có cái tình tiết nào mới về cái trường hợp của hai mẹ con chị Loan thì Thành Nguyên sẽ cập nhật thường xuyên cho quý vị xem nhé quý vị. Dạ, tạm biệt quý vị.